Thì cái tác động của thuốc gây mê á mấy em, thì thuốc gây mê này nó sẽ làm mất ý thức và mọi cảm giác ha. Ở liều điều trị thì không ảnh hưởng đến hô hấp tuần hoàn và phải phục hồi hoàn toàn ha. Thì mình biết có gây mê đường hô hấp và gây mê đường tĩnh mạch. Tiêu chuẩn của thuốc gây mê hay là một thuốc gây mê lý tưởng em, thì nó phải đạt các cái tiêu chuẩn này đây. Nhưng mà giống như thuốc gây tê đó, mấy em coi cho nó sau này mấy em sử dụng, mấy em coi cho nó có đạt những cái tiêu chuẩn như vậy hay không ha. Đầu tiên là khởi phát nhanh, im dịu, phục hồi nhanh. Thì cái này là cái từ chuyên môn trong gây mê thôi mấy em, khởi phát hay là khởi mê gì đó ha. Giống như mình nãy mình trong cái bài thuốc gây tê mình biết nó là thời gian tiềm phục vậy đó, nhanh chóng đạt được độ mê sâu, khoảng cách an toàn hẹp. Thì thông thường khi mấy em sử dụng cái thuốc gây mê á mấy em, thì cái khoảng cách an toàn của nó không có hẹp đâu, thường là khoảng cách an toàn rộng, thường là khoảng cách an toàn của nó hẹp không em. Vậy đó mấy em chú ý ha, cái mà mình mong muốn là khoảng cách an toàn rộng, nhưng mà đa số các cái thuốc lại khoảng cách an toàn lại hẹp. Giãn cơ thích hợp cho phẫu thuật, và dĩ nhiên người ta mong mỏi hay là mấy em mong mỏi là phải thuốc nó phải giãn cơ cho phẫu thuật phải em. Nhưng mà có những thuốc cái giãn cơ của nó rất là kém. Còn nếu như mình cần phẫu thuật mà mình cần phải giãn cơ thì mình phải phối hợp với thuốc giãn cơ. Hoặc là có những thuốc của em, có những thuốc nó giảm đau, không có giảm đau hay là giảm đau rất là kém, thì lúc đó khi sử dụng gây mê người ta cũng phải kèm với thuốc giảm đau. Cho đó tại sao mà người ta sử dụng kèm hai thuốc, thông thường là người ta sử dụng trong gây mê, người ta sử dụng hai thuốc ha, là thuốc, tức là người ta kèm thêm một cái thuốc, người ta gọi là thuốc tiền mê ha. Do đó mấy em thấy là thường là ít có khi nào người ta dùng đơn độc lắm, mà người ta sử dụng kèm hai hai thuốc. Liều sử dụng thì không gây độc ha. Tác động thì mấy em biết thuốc các dược phẩm gây gây mê hay là cái thuốc gây mê nó sẽ ức chế thần kinh trung ương, thì mà khi sử dụng cái thuốc gây mê á, là mình sẽ thấy an thần, giảm ý thức, giảm tuần hoàn hô hấp và giãn cơ, mất phản xạ, mất hoàn toàn ý thức và cảm nhận. Dĩ nhiên ở những chiều sau thì nó mới đi tới cái giai đoạn mà nặng ha. Mấy em cũng biết là khi mà gây mê thì nó sẽ trải qua những cái khu trên vỏ não, tức là nó đã tác động trên vỏ não hay em, thì lúc đó đáp ứng với kích thích đau sẽ giảm. Cái giai đoạn tiếp theo là cái giai đoạn khi mà liều tăng lên chút xíu nữa, thì cái giai đoạn tiếp theo là giai đoạn kích thích. Thì cái giai đoạn này là ức chế vỏ não, ức chế tại vỏ não hay em, làm mất sự ức chế của vỏ não đối với trung tâm vận động dưới vỏ, nên bệnh nhân ở trạng thái kích động, hung hăng và nôn mửa. Thì mấy em thấy thỉnh thoảng, nhưng mà nói chung rất hiếm gặp cái trường hợp giai đoạn kích thích này. Tức là thường cái giai đoạn đầu này mấy em, giai đoạn giảm đau, giai đoạn kích thích, nó trải qua rất là nhanh để nó đi tới cái giai đoạn thứ ba là cái giai đoạn cần phẫu thuật ha. Do đó nhưng mà thỉnh thoảng thì cũng có khi mấy em gặp trường hợp giai đoạn kích thích, tức là người ta thấy người ta nôn ói được ở cái giai đoạn kích thích này. Giai đoạn tiếp theo là giai đoạn phẫu thuật. Giai đoạn phẫu thuật tức là ức chế dưới vỏ và tủy sống hay gây mất ý thức, mất phản xạ. Đầu tiên là hô hấp đều, ngừng cử động của mắt, sau đó thì hô hấp nâng dần. Và thông thường khi mà mình gây mê em thì mình gây mê tới giai đoạn phẫu thuật thôi. Còn cái giai đoạn tiếp theo cô đưa ra cho mình biết thêm là nếu mình sử dụng cái liều quá cao, nếu mà sử dụng liều quá cao thì nó sẽ đi đến giai đoạn thứ tư này là cái giai đoạn liệt hành tủy. Thì cái giai đoạn này, liệt hành tủy này nó sẽ ức chế trung khu hô hấp và vận mạch hành tủy, thì lúc đó gây liệt hô hấp hoàn toàn, gây ngừng hô hấp, ngừng tim. Và không có ai mà mong mỏi trong gây mê, không ai mà mong mỏi để đi đến cái giai đoạn thứ tư này hết em. Cái đó làm sao mà mình chỉnh liều, làm sao để mình chỉnh liều rồi đi tới cái giai đoạn phẫu thuật thôi hết em, tới giai đoạn phẫu thuật. Và tại sao nó có những cái giai đoạn đó? Giai đoạn giảm đau là do tế bào sừng lưng tủy sống là rất nhạy cảm với thuốc gây mê, làm giảm dẫn truyền theo đường cảm giác rồi cảm giác theo đường tủy rồi thị. Giai đoạn kích thích là ức chế neuron, ức chế và kích thích neuron kích thích. Giai đoạn phẫu thuật suy nhược cấu trúc lưới truyền lên, ức chế phản xạ tủy.
và giai đoạn này có gây giãn cơ. Liệt hành tỷ là cái giai đoạn mà liều độc, mấy em liều độc tác động trên trung khu hô hấp và vận mạch ở hành tỷ. Thì mấy em biết khi gây mê, khi gây mê thì thời gian gây mê thay đổi theo liều, thời gian gây mê mình muốn dài hay ngắn thì thay đổi theo cái liều thôi. Và khi ngưng, tức là khi mà mấy em ngưng sử dụng, tức là ngưng sử dụng các cái thuốc gây mê, thì cái giai đoạn này bắt đầu nó sẽ hết, các giai đoạn mà nó sẽ hết và các cái chức năng của nó sẽ phục hồi trở lại từ từ. Còn nếu như mấy em không có ngưng, không có ngưng thuốc, mấy em cứ cho thuốc tiếp tục vào thì sao, thì sẽ quá liều thôi và gây liệt hành tỷ, ức chế hoàn toàn hô hấp và tử vong. Thì mình cũng, mấy em cũng biết rồi đó, gây mê thì người ta phân loại là gây mê đường hô hấp và gây mê tĩnh mạch ha. Gây mê đường hô hấp, những cái thuốc mà gây mê đường hô hấp đó, mấy em, thường là nó sẽ ở thể lỏng dễ bay hơi hoặc là thể khí ha. Dễ lỏng, dễ bay hơi hoặc là thể khí. Và dĩ nhiên là gây mê đường hô hấp là người ta phải đưa qua đường hô hấp rồi ha, hấp thu nhanh, dễ sử dụng và cũng dễ chỉnh liều. Còn gây mê đường tĩnh mạch mấy em thì nó phải tan trong nước. Nãy cô nói những cái thuốc nào mà nếu mà mình muốn tiêm đường tiêm thì phải tan trong nước. Và dĩ nhiên là đưa thuốc qua đường tĩnh mạch nên người ta mới gọi là gây mê tĩnh mạch. Khởi mê nhanh, thời gian tác dụng ngắn. Và nhưng mà các cái thuốc gây mê đường tĩnh mạch này nè mấy em, thường nó ít giảm đau hoặc là ít giãn cơ lắm. Cái này thì cô nói thì sơ sơ cho mấy em biết thêm thôi, chứ mốt mấy em cũng ấy học rất là kỹ ha. Thuốc gây mê thì hòa loãng trong trong không khí phổi nè, do đó cần thời gian đạt được sự cân bằng nồng độ trong các phế nang, do đó nó tùy thuộc vào áp lực riêng phần của thuốc và sự hấp. Sau đó thì nó sẽ vào máu đi đến thần kinh trung ương và tính thấm của màng phế nang là mấy em biết phổi thì nó có một cái diện tích lớn, do đó tính thấm cũng lớn, tính thấm cũng rất là lớn nhưng mà lại có nhiều dịch tiết ở trong đó. Và thêm một cái nữa, tốc độ khuếch tán của thuốc gây tê sẽ đóng vai trò quan trọng. Tại sao? Tại vì toàn bộ máu trong cơ thể mà đi qua phổi thì lại trong thời gian rất là ngắn, chỉ có 1 phút thôi. Do đó thời gian tiếp xúc giữa máu với không khí hô hấp rất là ngắn. Thuốc gây mê sẽ vào phổi, sang máu và đến não để gây tác dụng. Mấy em biết thuốc vào não nhanh, thải trừ ra khỏi não cũng nhanh. Thì thải trừ ra khỏi não thì nó sau đó nó lại tái phân phối đến những cái nơi mà có lưu lượng máu thấp nè. Tức là nó đi vô não nhanh rồi nó đi ra khỏi não cũng nhanh, mà sau đó nó lại tái phân phối đến những cái nơi có lưu lượng máu thấp, chẳng hạn như mô mỡ nè. Do đó mấy em thấy cái thuốc gây mê sẽ có những cái tác dụng, sẽ có những cái mà gọi là cái giai đoạn mà phục hồi đó, giai đoạn mà phục hồi thì đúng hơn, thì mấy em thấy tác dụng khác nhau, hay là phục hồi cũng sẽ khác nhau đối với những cái người mập và cái người ốm sẽ khác nhau. Tại vì nó vô trong não rồi xong nó lại thải trừ, tức là đi ra khỏi não, mà nó lại tái phân phối đến những cái nơi có lưu lượng máu thấp như là mô mỡ. Thì cái người mà có mô mỡ nhiều, cái người mà mập thì mô mỡ nhiều thì nó lại dự trữ ở trong đó nhiều nên nó thải trừ chậm hơn. Cái đó những cái người đó phục hồi sẽ chậm hơn. Và đặc biệt nè mấy em, đặc biệt ở chỗ này nữa. Đặc biệt ở cái chỗ là cái hệ số máu khí và cái hệ số dầu khí này mấy em cũng phải quan tâm. Đối với những cái thuốc gây mê đó mấy em, người ta có ghi ở trên những cái thuốc đó là cái hệ số máu khí là bao nhiêu hoặc là hệ số dầu khí là bao nhiêu. Cái hệ số máu khí này là mấy em càng lớn, tức là nồng độ thuốc trong máu so với trong không khí mà càng lớn thì cảm ứng và phục hồi đều chậm. Còn hệ số dầu khí tức là nồng độ thuốc trong dầu, hay là trong đối với dầu là đối với trong cái người mà trong mô mỡ đó mấy em. Do đó mình thấy đối với những cái thuốc mà có hệ số dầu khí mà cao nè thì lại càng khác biệt rất là rõ với người mập và người ốm nè. Hệ số dầu khí mà càng cao thì tích tụ nhiều trong mô mỡ nên phục hồi sẽ chậm. Thuốc gây mê đường hô hấp thì đào thải qua phổi, thuốc gây mê đường tĩnh mạch thì đào thải ra qua phổi và một phần qua nước tiểu. Những cái tai biến có thể gặp thì mấy em sau này mấy em sử dụng các thuốc gây mê thì có thể những cái tai biến này có thể gặp ha mấy em, đó mình cũng biết. Ví dụ như trên hô hấp là có thể thấy co thắt thanh quản nè, tăng tiết dịch hô hấp nè, ngất do ngừng hô hấp phản xạ. Trên tim mạch cũng có những trường hợp là ngất do ngừng tim phản xạ, rung tâm thất, hạ huyết áp. Hoặc là có một số trường hợp mình thấy là nôn, người ta nôn mấy em, gây nghẽn đường hô hấp. Các thuốc gây mê đường hô hấp phải không em? Các thuốc gây mê đường hô hấp thì mình có những cái loại thuốc này đây. Những cái loại thuốc này đây là halotan nè, enlugan nè,
nitroxit, oxit, isoluran, sevoluran, defluran. Thì sao cái thuốc này, cái cơ sở của mấy em á, cái cơ sở của mấy em làm việc hoặc là mấy em sẽ thấy là người ta xài nhiều à, những cái loại thuốc nào mấy em. Thì khi các bậc cô hỏi nhiều những cái cơ sở mà lâm sàng á, thì người ta dạ người ta xài rất là nhiều là enluran nè mấy em, isoluran, sevoluran, ba cái thuốc đó thấy xài còn rất là nhiều hả mấy em. Còn chẳng hạn halutan hay là nitroxit oxit thì người ta còn ít ít xài hơn ha, hoặc là desluran. Halutan độc tính trên gan ha, ít sử dụng. Enluran là sử dụng phổ biến ha, thay thế cho halutan. Nitroxit oxit hay người ta còn gọi là khí cười đó mấy em. Thì cái tác động giảm đau của nó thì mạnh, cái tác động giảm đau của nó thì mạnh, nhưng mà tác dụng gây mê của nó rất là yếu, nên người ta thường người ta dùng giảm đau trong nhổ răng. Hoặc là isoluran ít độc tính, sử dụng nhiều, nhưng mà isoluran thì lại đắt tiền ha. Mình xem qua sơ sơ ưu nhược điểm của những cái thuốc gây mê này. Halutan, thuốc bay hơi và hấp thu ở phế nang ha, ít tan trong máu, nên thuốc trong máu và thuốc trong phế nang cân bằng nhanh, 80% thải trừ qua phổi, còn lại thải trừ qua thận. Cái lực cao đó đối với lipid nên tĩnh chậm, và đặc biệt đối với người mập thì càng tĩnh chậm hơn. Ưu điểm là không gây kích ứng, mùi dễ chịu, hoạt tính gây mê tương đối cao, kiểm soát tốt, cảm ứng nhanh, im dịu, phục hồi nhanh. Thì mấy em thấy có những cái mà nó nằm ở trong chỗ cái phần mà thuốc gây mê lý tưởng của mình ở phía trên này đó mấy em ha. Không gây kích ứng là mùi dễ chịu nè, hoạt tính gây mê tương đối cao, kiểm soát tốt, cảm ứng nhanh, im dịu, phục hồi nhanh. Ức chế tiết dịch, nước bọt, dịch phế quản, giãn phế quản, ưu điểm hết em. Còn nếu như những cái thuốc nào mà tăng tiết dịch, những mà cái thuốc nào mà tăng tiết dịch thì lại nó lại là nhược điểm hết em ha. Nhưng mà nhược điểm của halotan là giảm đau và giãn cơ kém, do đó khi mà người ta cần thì người ta phải, tức là người ta khi người ta sử dụng thì phải cần tác dụng giảm đau, tác dụng giãn cơ, rồi mấy em thì người ta phải kết hợp phối hợp thêm. Do đó ví dụ người ta xài halotan, người ta có thể người ta kết hợp thêm những cái thuốc giảm đau hoặc là thuốc giãn cơ ha. Và khoảng cách an toàn cũng hẹp. Halotan hồi nãy cô nói đó, nếu như cái lý tưởng là khoảng cách an toàn phải rộng, còn halotan là khoảng cách an toàn hẹp, vậy đó nó không có lý tưởng chỗ này rồi ha. Chậm nhịp tim do phản xạ đối giao cảm hay người ta sử dụng phòng bằng atropin hay hoặc là hạ huyết áp và tùy theo giờ liều. Giãn cơ vân yếu nhưng mà giãn cơ chân mạnh, tăng lưu lượng máu não nên không dùng cho mấy người tăng áp lực nội sọ. Tạo ra chất chuyển hóa gây độc cho tế bào gan nên không dùng lặp lại. Và thông thường mấy em thấy những cái thuốc gây mê thì người ta không có dùng, nói chung người ta đâu có dùng lặp lại, tức là đâu có bệnh gì mà phải xài thuốc gây mê mà lặp lại. Nhưng mà nếu như có cái chuyện gì đó xảy ra thì người ta có xài halotan thì trong vòng 3 tháng người ta không sử dụng halotan lại hết em ha. Mà không sử dụng halotan lặp lại. Và gây ngày ngật khó chịu khi tỉnh. Chỉ định là thuốc gây mê hô hấp tác dụng nhanh ha, dùng cho mọi lứa tuổi hoặc gây mê trong các cái phẫu thuật ngắn, phẫu thuật dài. Không dùng trong gây mê sản khoa. Thì mấy em về mấy em tìm tài liệu dùm cô là tại sao không dùng trong gây mê sản khoa ha. Chống chỉ định cho người suy tim, suy gan, thận, hạ huyết áp và không dùng lặp lại dưới 3 tháng thì mình biết nãy rồi. Người ta dùng kết hợp mấy em, halotan này thông thường người ta sẽ dùng kết hợp với nitroxit oxit, tức là người ta dùng hoặc là với oxy. Nitroxit oxit N2O đó mấy em, và oxy để dùng khỏi mê ha, rồi sau đó dùng halotan để duy trì mê. Enluran ưu điểm là cảm ứng nhanh, im dịu, phục hồi nhanh, chuyển hóa qua gan kém nên ít độc cho gan, ít gây loạn nhịp tim, buồn nôn và giãn cơ đủ cho phẫu thuật. Em thấy enduran này nó có ưu điểm quá là ok, là chỗ giãn cơ đủ cho phẫu thuật đó em ha. Còn hồi nãy phía trước halotan này là không giãn cơ hay là giãn cơ kém. Nhược điểm này là ức chế hô hấp nè, huyết áp giảm phần lớn là do giãn mạch và có nguy cơ gây co giật giống như động kinh. Hãy nhớ halotan enduran này có nhược điểm là có nguy cơ gây co giật giống như động kinh. Dùng enduran này dùng trong khởi mê ha, hoặc là duy trì mê. Nitroxit oxit. Nitroxit oxit này mấy em người ta còn gọi là khí cười. Thì do trước đây ấy mấy em, tại sao người ta gọi là khí cười, do trước đây tức là khi mà người ta xịt
khi người ta xịt cái khí này lên người nó em, hồi xưa người ta hay dùng để cho mấy cái bạc ti rồi này kia, người ta xịt lên cho người cảm thấy người vui vẻ sảng khoái rồi này kia ha, do đó trong mấy bữa tiệc cho nó vui vẻ hơn, người ta gọi là khí cười đó em. Ưu điểm là ít độc tính nè, im dịu, phục hồi nhanh, không gây kích ứng, giảm đau mạnh, do tác động giảm đau của nó mạnh nhưng mà tác dụng gây mê là yếu em, do đó thường là ta sử dụng giảm đau là nhiều. Không gây nôn, không ức chế tim mạch ha, tăng nhẹ huyết áp, nên dùng tốt cho người huyết áp thấp, đó là người ta dùng là giảm đau hoặc là người ta dùng để khỏi mê đó. Nhược điểm là gây mê yếu và không giãn cơ, gây buồn nôn, nôn hậu phẫu, và đặc biệt một cái nữa là nó gây ra chứng thanh bì ha, khởi mê chậm và dễ gây ngạt tế bào, có nguy cơ gây suy tủy khi dùng lâu dài, nhớ là N2O gây ra chứng thanh bì. Thường thông thường là không có dùng N2O này, không có dùng đơn độc hết em, thường là dùng dùng khởi mê rồi sau đó sẽ phối hợp với các cái thuốc khác như là Enduran, Halotan hoặc là Isoluran gì đó, Sevoluran gì đó ha. Isoluran khởi mê và duy trì mê ha, tỉnh nhanh, làm giảm trương lực co thắt phế quản, nên dùng được cho cái người hen phế quản. Giãn cơ đủ cho phẫu thuật, giãn cơ đủ cho phẫu thuật hết em, nhưng mà nếu như mà khi phẫu thuật dùng bụng mày sâu hơn á, thì người ta phải cần, người ta cần cho thêm một cái liều nhỏ thuốc giãn cơ mấy em, chứ bình thường là nó đã giãn cơ đủ phẫu thuật cho dùng bụng rồi. Do đó ưu điểm của nó là cảm ứng nhanh nè, im dịu, phục hồi nhanh, liều gây mê thấp, ổn định nhịp tim và giãn cơ đủ cho phẫu thuật ha, ít độc cho gan thận, nhưng mà nó có nhược điểm là gây hạ huyết áp hoặc là huyết áp không ổn định, ức chế hô hấp, tăng dịch phế quản, gây sản phản xạ ho. Thì thông thường mà mấy trường hợp mà có nhược điểm là tăng dịch phế quản anh em hồi nãy, nếu như nó ức chế tiết thì nó lại là ưu điểm, nhưng mà nó lại tăng dịch thì nó là nhược điểm. Thì không, thông thường nếu như mình biết là Isoluran nó có nhược điểm là tăng dịch phế quản, là gây phản xạ ho, gây tăng dịch phế quản, thì mình phải sử dụng kèm theo dịch về ức chế tiết ha, mình sử dụng kèm theo ức chế tiết, co thắt thanh quản, rối loạn chức năng gan, dùng khởi mê ha, dùng khởi mê hoặc là duy trì mê. Sevoluran giãn cơ tốt, cảm ứng nhanh, im dịu, không hăng cai, không kích thích hô hấp, nhưng mà nó có nhược điểm em là gây hạ huyết áp, loạn nhịp, ức chế tim và hô hấp tùy theo liều dùng. Khi sử dụng cho trẻ em là có thể thấy nôn, buồn nôn hoặc là kích động ha. Dùng khởi mê ha hoặc là duy trì mê. Desluran ưu điểm là tác dụng mạnh, dùng gây mê trước hoặc trong quá trình phẫu thuật, liều thấp, dùng đơn độc hoặc là kết hợp với các thuốc gây mê khác ha, nhưng mà nó có nhược điểm là rất hăng cai nè, kích thích khí quản nè, gây hạ huyết áp, loạn nhịp, ức chế hô hấp, và cái đặc biệt là nó rất bay hơi. Hồi nãy mình nói cái thuốc gây mê đường hô hấp thì nó phải là thể lỏng bay hơi hoặc là thể khí, nhưng mà rất bay hơi thì lại là nhược điểm hả em, rất bay hơi thì lại là nhược điểm. Khi mà những cái thuốc mà gây mê đường hô hấp rất bay hơi thì khi mà mấy em sử dụng thì mấy em phải cần một cái tiêu chuẩn gì đó, hoặc một cái tiêu chuẩn gì đó trong cái phòng để mà gây mê. Không dùng cho sốt cao ác tính hoặc là tăng áp lực nội sọ ha. Mình xem qua tới các cái thuốc gây mê tĩnh mạch, khởi phát. Các cái thuốc gây mê tĩnh mạch này thường là khởi phát nhanh. Tại sao? Tại vì nó tan trong lipid, cho đó nó qua hàng rào máu não cũng nhanh, phân phối nhanh đến các mô có lưu lượng máu cao nè, như não, tim, gan, thận. Tác dụng thì lại ngắn, chuyển quá chậm, nhưng do tái phân phối đến các nơi có lưu lượng máu thấp nên nồng độ trong não sẽ nhanh, giảm nhanh, cho nó tái phân phối lại mô mỡ rồi cơ vân nè. Còn cái phần lưu lượng tim này sẽ ảnh hưởng gì tới các cái thuốc gây mê? Lưu lượng tim mà giảm đối với những cái người suy tim xung huyết hoặc là người già thì máu đến não tăng, lúc đó phải giảm liều thuốc gây mê. Còn những cái người mà có lưu lượng tim tăng thì lúc đó lại tăng liều. Thời gian bán thải dài nếu tim tĩnh mạch nhiều lần gây tích tụ ở cơ vân và mô mỡ nên bệnh nhân tỉnh chậm, do đó mà cần duy trì mê bằng các thuốc có thời gian bán thải ngắn. Thì các cái thuốc gây mê đường tĩnh mạch này mấy em,
biết qua ha, là cái nhóm barbiturat này, cái nhóm benzodiazepine này, hoặc là cái nhóm opioid. Thì ba cái nhóm này cô biết là thầy Xuân dạy cái ba cái chương này cho mấy em chưa ha, tại vì thầy Xuân dạy ba cái chương này rất là kỹ. Thì trong cái nhóm barbiturat là một cái nhóm lớn đấy mấy em, thì trong đó nó là nhóm an thần gây ngủ. Benzodiazepine cũng vậy hết mấy em ha. Opioid là nhóm giảm đau loại morphine đó. Thì trong cái những cái nhóm lớn này nó có rất là nhiều thuốc, nó có rất nhiều thuốc, thì trong đó có một vài thuốc, trong đó có một vài thuốc thì người ta sử dụng để gây mê. Thì cái nhóm barbiturat này mấy em biết nó có nitrosiopentan nè, methohexital hoặc là thiamilat, benzodiazepine thì có diazepam, lorazepam, midazolam ha. Và là nhóm opioid này có fentanyl, sulfentanil, amphetamine. Thì thật sự cái nhóm opioid này mấy em là nhóm giảm đau morphine. Thì cái nhóm này người ta dùng vô trong đây để làm gì? Để giảm đau theo mong muốn thôi. Thì tác động của nó giảm đau rất là mạnh. Thế nên người ta dùng giảm đau theo mong muốn thôi. Ngoài ra cái etomidat, ketamine, robofol thì cũng sử dụng rất là nhiều hả mấy em ha. Cái nhóm barbiturat ưu điểm là tác dụng mạnh, nhanh, ngắn hạn, không gây tiết dịch, ít ói mửa, làm giảm chuyển hóa và sử dụng oxy ở não, nên không làm tăng áp lực nội sọ, dùng được cho mấy cái người phù não. Nhưng mà nó có nhược điểm là chuyển hóa chậm và tích tụ nhiều ở mô mỡ, kéo dài thời gian tác dụng nếu như dùng lặp lại ha, và không giảm đau. Barbiturat không giảm đau, giãn cơ cũng kém và khoảng cách an toàn của barbiturat cũng hẹp. Thường dùng barbiturat dùng một mình trong các phẫu thuật ngắn, còn nếu muốn kéo dài tác dụng mấy em thì phải kết hợp thêm với các thuốc gây mê khác ha, để kéo dài cái thời gian tác dụng ra hơn. Benzodiazepine thì mấy em biết cái nhóm benzodiazepine này rồi. Cái nhóm này thì tác động trên thần kinh tùy theo liều, thì có khi người ta dùng ở cái liều ăn, có khi là dùng an thần, là cái liều khác thì nó sẽ có tác dụng khác. An thần hoặc là dùng chống co giật, hoặc là giãn cơ, hoặc là gây mê ha. Ức chế nhẹ tuần hoàn hô hấp nên dùng được cho người suy tim, không giảm đau và giãn cơ cũng kém luôn. Etomidat dùng khởi mê, gây mê ngắn ha, nhưng mà không giảm, lại không giảm đau nè. Nên người ta phối hợp, nên mà muốn cần cái thời gian dài hơn thì phải phối hợp với các thuốc gây mê đường hô hấp nãy giờ mình học ở phía trên ha. Ổn định hô hấp và duy trì được lưu lượng tim, tim tĩnh mạch chậm ha, vì tim ngoài tĩnh mạch thì lại gây đau. Cái etomidat này người ta thường dùng trong các phẫu thuật như là mắt mà, phẫu thuật thần kinh nè, phẫu thuật tim nè, và nó có thể nó gây ra co giật, thì lúc đó người ta dùng kèm với diazepam nè, hoặc là gây nôn, gây tiết nước bọt thì người ta dùng kèm với roperidone ha. Opioid thì cái opioid này mấy em, opioid này thì nó thường là người ta sử dụng là fentanyl, sulfentanil hoặc là amphetamine đó. Thì phối hợp với các thuốc khác để mà giảm đau theo mong muốn thôi, dùng trong phẫu thuật tim là phối hợp với roperidone, dùng trong các phẫu thuật nhỏ an toàn, thích hợp cho người cao tuổi, người bệnh nặng. Thì cái fentanyl đó em, thì ngoài cái chuyện mà người ta dùng đường tim tĩnh mạch, người ta còn có miếng dán ra, do đó những cái một số cái bệnh viện á, người ta xài, người ta không xài đường tĩnh mạch mà người ta xài cái miếng dán. Nhưng mà mấy em vẫn chú ý một điều là miếng dán này là đường tim tĩnh mạch thì nó cũng có tác dụng phụ của morphine, của opioid các em. Cái tác dụng phụ của opioid là nó ức chế hô hấp nè. Liều cao gây suy hô hấp nè, cho đó cần phải hỗ trợ hô hấp nè. Dù cho miếng dán đi nữa thì nó cũng có tác dụng phụ đó ha, cũng có tác dụng phụ đó. Và lúc đó thì người ta phải tháo miếng dán ra, dùng thêm chất đối giận ha, naloxone. Tác dụng phụ là gây nôn, hạ huyết áp, chậm nhịp, ban đỏ, ngứa, tăng áp lực nội sọ. Ketamin mấy em, ketamin. Tài liệu nói rất là nhiều luôn mà con không biết nói cái gì cho mấy em luôn đó đó. Ketamin người ta sử dụng rất là nhiều hả mấy em, sử dụng rất là nhiều. Thuốc làm dịu thần kinh là làm mất trí nhớ nhưng mà người bệnh vẫn tỉnh. Tức là người bệnh vẫn tỉnh, vẫn có vẻ tỉnh nhưng mà lại tách biệt với cái môi trường bên ngoài ha, tách biệt với môi trường và cũng giảm đau rất là tốt, không cảm thấy đau, giảm đau rất là tốt luôn. Nhưng mà người mình nhìn vô cái người đó mình tưởng là người đó tỉnh nhưng mà thật sự là đã cách biệt với cái môi trường bên ngoài rồi. Ha, và sử dụng ketamine người ta sử dụng rất là nhiều trong rất là nhiều phẫu thuật mấy em, rất là nhiều phẫu thuật luôn. Ha. Đó, giống như là ưu điểm
ưu nhược điểm của ketamin. Thuốc gây mê hoàn toàn. Thuốc gây mê hoàn toàn. Khi tỉnh thì lại kêu la, ảo giác, tăng nhịp tim, tăng lưu lượng tim, tăng huyết áp, và không dùng thuốc cho những người bị cao huyết áp. Tăng lưu lượng não, tăng áp lực nội sọ. Mấy em thấy có nhiều nhược điểm gì đó. Ói mửa, đổ mồ hôi, ban đỏ gung. Và thường dùng cái tác động giảm đau. Cái tác động giảm đau của nó, khi người ta dùng ketamin ấy, mấy em, là cái tác dụng giảm đau của nó là người ta chỉ cần cái liều thấp thôi là đã có tác dụng giảm đau rồi ha mấy em. Chứ không phải như N2O hồi nãy nè, người ta cùng dùng tác dụng giảm đau nhưng mà lại là tác động giảm đau của nó mạnh, tác dụng gây mê của nó yếu. Trong khi đó ketamin thì dùng ở liều thấp thì đã giảm đau rồi, liều cao lên chút xíu nữa thì lại gây mê, và gây mê rất là tốt ha. Mình thấy nó là thuốc gây mê hoàn toàn nè, nhưng mà lại có những cái tác dụng phụ. Nhưng mà thật sự hiện tại thì ketamin người ta cũng còn dùng rất là nhiều. Nãy giờ cô chiếu mấy cái like phía trên đó mấy em, là người ta dùng trong nhiều trường hợp, trường hợp này, trường hợp kia, trường hợp nọ, và tài liệu cũng rất là nhiều nữa. Mấy em đi lên mạng mấy em tìm tài liệu là nó nói rất là nhiều về cái ketamin này ha. Thì người ta dùng ketamin khởi mê ha, hoặc là duy trì mê thôi. À, mấy em cũng biết cái là hồi xưa đó mấy em, cái này nói chút nói chút xíu chỗ này ha. Hồi xưa người ta dùng cái ketamin này nè mấy em, nó là một chất gây ảo giác, và hồi xưa người ta dùng sử dụng để giảm đau cho binh lính Mỹ đó mấy em, giảm đau, sử dụng giảm đau và an thần cho binh lính Mỹ. Và có những thời gian là người ta dùng không kê đơn, giảm đau an thần ha, cho chấn thương, lo lắng, trầm cảm. Và đặc biệt các em, và đặc biệt là cái ketamin này người ta sử dụng cho trầm cảm mà có nguy cơ tự sát. Tại sao? Tại vì thông thường mấy em biết á, trên thị trường những cái thuốc chống trầm cảm thì nó có tác dụng bao lâu? Bao lâu thì nó mới có mới đáp ứng. Thông thường các cái thuốc trầm cảm mà trên thị trường mấy em thì khoảng một tuần sau, tốt nhất là một tuần sau thì nó bắt đầu nó mới có đáp ứng. Nhưng mà đối với ketamin này nó sẽ có hiệu quả sau vài giờ hoặc là vài ngày mấy em, thì nó lại có hiệu quả rồi. Còn nếu như mấy người mà bị trầm cảm mà có nguy cơ tự sát, tức là bị trầm cảm người ta muốn tự sát liền rồi, mình đợi tới một tuần sau mới có hiệu quả gì thì đâu có được. Do đó người ta thường sử dụng ketamin này cho trong trường hợp mà trầm cảm mà có nguy cơ tự sát ha, tại vì tác dụng của nó rất là nhanh, hiệu quả sớm sau vài giờ hoặc là vài ngày thôi. Cái cuối cùng là Robofon mấy em. Ưu nhược điểm: khởi mê nhanh, phục hồi nhanh, không có dư âm khó chịu, gây hạ huyết áp thì khoảng 30%, ít ảnh hưởng đến tim, giảm lưu lượng máu não, giảm áp lực nội sọ, không tổn thương gan thận ha. Nhưng mà có nhược điểm là quá liều có thể gây suy hô hấp hoàn toàn nè, và không dùng cho trẻ em dưới 3 tuổi. Dùng một mình, Robofon ta cũng xài rất là nhiều mấy em. Dùng một mình trong các phẫu thuật ngắn nè ha, dùng khởi mê hoặc là duy trì mê, hoặc là phẫu thuật kéo dài thì phải phối hợp với các thuốc gây mê khác ha mấy em. Ngoài ra người ta dùng an thần gây ngủ trong chăm sóc đặc biệt đó mấy em ha. Thì ngoài các cái thuốc gây mê nãy giờ mình xem, nó giống như cởi ngựa xem qua ở phía trên ha mấy em, thì mình cũng biết thêm có một vài cái người ta có một vài thuốc người ta sử dụng làm thuốc tiền mê mấy em. Thì thuốc tiền mê người ta sử dụng làm cái gì? Để giảm lo lắng bồn chồn, khởi mê dễ dàng thì người ta sử dụng. Giảm lo lắng bồn chồn, khởi mê dễ dàng thì người ta sử dụng. Mình biết liền là sử dụng các thuốc an thần. Làm tăng tác dụng của thuốc gây mê mà không hoàn toàn. Thì mấy em thấy làm tăng tác dụng của thuốc gây mê không hoàn toàn. Chẳng hạn như nó không giảm đau thì mình kèm giảm đau, không giảm cơ kèm giảm cơ. Hoặc là giảm liều thuốc gây mê, ví dụ như cái thuốc gây mê đó mà mình xài mình thấy liều cao quá, sợ nó có độc có gì đó, mình biết nó có độc có gì đó thì mình giảm liều của thuốc gây mê thì mình dùng kèm với một cái thuốc khác ha, kèm với một cái thuốc mê khác. Hoặc là giảm tác dụng phụ. Chứ hồi nãy cô nói những cái thuốc mà tăng tiết thì mình giảm xài kèm với những cái thuốc mà ức chế tiết, hoặc là như những cái thuốc những cái mà thuốc mà có gây ra những phản xạ ho, tức là những cái ho khan ho này kia thì mình xài với kháng histamin ha. Do đó những cái thuốc mà mình dùng làm thuốc tiền mê mấy em là thuốc giảm đau nè, thuốc an thần nè, thuốc kháng histamin hoặc là thuốc kháng cholinergic mấy em ha.